Đối với Doosan Vina, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo công ty cũng phải xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng song song với việc phát triển sản xuất của công ty. Phó Thủ tướng mong rằng với vị trí, vai trò và uy tín của mình, Doosan Vina tiếp tục mời thêm bạn bè, đối tác đến đầu tư tại Việt Nam, đồng thời chúc cho công ty Doosan Vina có thêm nhiều sản phẩm, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam phát triển.